dám không phục. Chờ xem tuyệt chiêu của ta. Đánh một nhau của ta đi. Lánh một đòn của ta. Lánh một đòn của ta. Lánh một nhau của ta đi. Lưu Huyền Đức ta là hậu duệ Hán Đế. Đã nghe thấy chưa? Tiếng chuông lạnh thấu xương này. Hãy xem võ nghệ của Quan Vân Trường ta đây. Ai dám không phục? Chờ xem tuyệt chiêu của ta. Đánh một nhau của ta đi. Không phục. Ai dám không phục? Chờ xem tuyệt chiêu của ta. Hãy xem võ nghệ của Quan Vân Trường ta đây. Xem võ nghệ của Quan Vân Trường ta đây. Ai dám không phục? Chờ xem tuyệt chiêu của ta. Không phục. Ai dám không phục? Hãy xem võ nghệ của Quan Vân Trường ta đây. Ai dám không phục? Ai dám không phục? Xem võ nghệ của Quan Vân Trường ta đây. Hãy xem võ nghệ của Quan Vân Trường ta đây. Hãy xem võ nghệ của Quan Vân Trường ta đây. Hãy xem võ nghệ của Quan Vân Trường ta đây. Ai dám không phục? Ai dám không phục? Xem tuyệt chiêu của ta. Ai dám không phục? Ai dám không phục? Ai dám không phục? Xem tuyệt chiêu của ta.
Don't forget to subscribe!